Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, ngày 21 tháng 8 năm 2021, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin về thị trường giá vàng trong nước cũng như trên thế giới. Phần cuối cùng của bản tin sẽ là bảng giá vàng trong nước được cập nhật mới nhất trong phiên cuối ngày giao dịch hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Với thị trường vàng thế giới, nỗi lo về khả năng kinh tế Mỹ xấu đi và Fed rút bớt chính sách hỗ trợ không khỏi ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của giới đầu tư. Với phiên đóng cửa giao dịch ngày 20 tháng 8, giá vàng giao ngay trên thị trường New York tăng rất nhẹ, chỉ 0,3 USD trên mỗi ounce và đóng cửa ở 1.780,7 USD trên một ounce, mức tăng nhẹ nhưng cũng đánh dấu ngày tăng đầu tiên trong 4 phiên gần đây nhất, theo giám đốc bộ phận nghiên cứu tại Insignia. Consultant Chitan Kanani nhận xét tình hình Afghanistan và đại dịch COVID-19 đang ngăn giá vàng và bạc sụt giảm. Và cũng theo ông Kanani, việc giá vàng tăng dù rằng chỉ số USD đi lên cho thấy nhà đầu tư đang chuyển trọng tâm chú ý sang Taliban tiếp quản Afghanistan và đại dịch COVID-19. Việc tình hình Afghanistan hay đại dịch diễn biến xấu vào cuối tuần sẽ có thể đẩy giá vàng tăng ngay từ đầu tuần tới. Còn theo chuyên gia phân tích, Swiss Quarter IPEC OKDKA, giá vàng vẫn có thể duy trì sát mức 1.800 USD trên mỗi ounce, tuy nhiên bất ổn tăng cao và diễn biến giá cổ phiếu bất thường sẽ có thể ảnh hưởng xấu đến tâm lý nhà đầu tư và đẩy giá vàng tăng. Nỗi lo về nền kinh tế lớn dần hơn cùng với nhiều băn khoăn về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed bắt đầu rút đi chương trình nới lỏng chính sách tiền tệ trong năm nay, bất chấp bất ổn dâng cao từ khi đại dịch COVID-19 căng thẳng trở lại. Phần lớn chỉ số chứng khoán Mỹ phục hồi trong ngày 20 tháng 8, tuy nhiên tính cả tuần các chỉ số giảm điểm bởi nỗi sợ về khả năng Fed rút đi chính sách kích thích kinh tế. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 20 tháng 8, phần lớn chỉ số cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm, thế nhưng tính cả tuần thị trường giảm điểm trong nỗi sợ về khả năng Fed rút bớt đi chính sách kích thích kinh tế. Chốt phiên giao dịch ngày 20 tháng 8, chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones nhích thêm gần 0,7%, lên 35.120 điểm, S&P 500 tăng 0,8% lên 4.441,67 điểm, chỉ số Nasdaq tăng 1,2% lên 14.174,6 điểm. Cả 3 chỉ số chính trên thị trường chứng khoán chốt tuần giảm điểm. Trong tuần, chỉ số Dow Jones hạ 1,1%, chỉ số S&P 500 mất gần 0,6% và chỉ số Nasdaq tăng 0,7%. Trong nhận định thị trường của mình, chuyên gia ngân hàng Barclays nhấn mạnh khi mà Fed thắt chặt chính sách trong khi biến chủng Delta vẫn lây lan mạnh, quá trình chuyển giao này có thể đồng nghĩa với việc thị trường sẽ tăng điểm, gập ghềnh hơn. Thị trường có thể sẽ trở nên thận trọng hơn bởi lo lắng về tốc độ tăng trưởng kinh tế Mỹ lên cao, biến chủng Delta và sai lầm chính sách sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của nhà đầu tư, cùng lúc đó yếu tố thời điểm và kỹ thuật không thuận lợi. Cổ phiếu công nghệ tăng mạnh trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần, thị trường nhờ vậy có thêm yếu tố hỗ trợ. Cổ phiếu Microsoft, Cisco và Salesforce tăng mạnh nhất trong nhóm cổ phiếu thuộc chỉ số Dow Jones. Nhà đầu tư mua mạnh cổ phiếu công nghệ khi mà nỗi lo về quá trình kinh tế phục hồi chứng lại lớn dần. Cổ phiếu các công ty sản xuất chip tăng. Cổ phiếu Nvidia tăng 5,1%. Và cũng trong tuần này, giá dầu WTI trên thị trường Mỹ giảm hơn 9% và kéo theo cổ phiếu năng lượng giảm điểm. Quý vị và các bạn thân mến, về mặt nhận định giá vàng cho thời gian tiếp theo, hiện tại thì nỗi lo sợ về sự gia tăng số ca mắc COVID-19 do biến thể Delta cũng phủ mây đen lên các thị trường tài chính và thúc đẩy nhà đầu tư hướng tới tài sản an toàn như vàng. Theo biên bản cuộc họp tháng 7 được công bố, các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã đưa ra kế hoạch rút lại tốc độ mua trái phiếu hàng tháng trước khi kết thúc năm 2021. Các hợp đồng tương lai về lãi suất của Fed đang định giá khoảng 50% khả năng tăng lãi suất vào tháng 11 năm 2022 và 69% khả năng sẽ tăng lãi suất vào tháng 12 năm 2022. Bản tóm tắt cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang FOMC chỉ ra rằng Fed muốn làm rõ rằng việc giảm hoặc thu hẹp quy mô mua tài sản không phải là dấu hiệu báo trước cho một đợt tăng lãi suất sắp xảy ra. Biên bản cũng ghi nhận rằng một số thành viên muốn đợi đến đầu năm 2022 để bắt đầu giảm dần quy mô mua tài sản. Thống kê trước đó cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới tại Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong 17 tháng vào tuần trước đó. Số liệu này đã giúp củng cố quan điểm gần đây của các quan chức Fed về đà phục hồi của thị trường lao động. Các chuyên gia dự báo giá vàng có thể tăng lên trên 1.800 USD trên một ounce trong thời gian tới, và tính đến nay giá vàng tăng khoảng 6% từ mức thấp nhất trong hơn 4 tháng là 1.684,37 USD trên một ounce ở hồi tuần trước.
Theo Michael Hayson, trưởng nhóm phân tích thị trường của CMC Market cho biết, lợi suất trái phiếu Mỹ giảm và thị trường chứng khoán Mỹ giảm nhẹ do chứng khoán châu Á suy yếu đang hỗ trợ tích cực cho giá vàng. Theo ông Hayson, chính phủ đang phản ứng hơi quá mức đối với tình trạng số ca nhiễm COVID-19 tăng, làm dấy lên lo ngại rằng có thể có một đợt suy giảm kinh tế khác sau đợt giảm ở năm ngoái. Và thêm rằng điều đó có nghĩa là việc thắt chặt chính sách của Ngân hàng Trung ương có thể chưa xảy ra. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là một số thông tin cũng như là phân tích của thị trường vàng thế giới. Thế còn giá vàng trong nước sẽ diễn biến như thế nào ở thời điểm này? Sau đây, kính mời quý vị và các bạn cùng bước vào một số thông tin tại thị trường vàng trong nước. Mở cửa phiên giao dịch thị trường ngày hôm nay, ngày 21 tháng 8, giá vàng miếng trong nước được Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji và SJC niêm yết thứ tự như sau. Tại khu vực Hà Nội, Doji niêm yết ở mức là 56,25 triệu đồng trên lượng và 57,85 triệu đồng trên mỗi lượng theo hai chiều mua vào và bán ra. Hệ thống SJC mua vào là 56,45 triệu đồng trên lượng, bán ra là 57,17 triệu đồng trên mỗi lượng. Tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, hệ thống Doji mua vào là 56,25 triệu đồng trên lượng, bán ra 57,85 triệu đồng trên mỗi lượng. Hệ thống SJC chiều mua vào là 56,45 triệu đồng trên lượng, bán ra 57,15 triệu đồng trên mỗi lượng. Để quý vị và các bạn biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước ở thời điểm cuối ngày hôm nay, sau đây sẽ là bảng giá vàng chi tiết được cập nhật mới nhất ở thời điểm hiện tại trong phiên giao dịch cuối ngày hôm nay, ngày 21 tháng 8 năm 2021. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại các tổ chức lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho tới 10 lượng, mua vào 5.645.000, bán ra 5.715.000. SJC Hà Nội mua vào 5.645.000, bán ra 5.717.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 5.625.000, bán ra 5.785.000. Doji Hà Nội mua vào 5.625.000, bán ra 5.785.000. Pinji Hồ Chí Minh và Pinji Hà Nội mua vào 5.645.000, bán ra 5.720.000. Phú Quý SJC mua vào 5.660.000, bán ra 5.760.000. Tiếp theo là giá vàng ở một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 5.665.000, bán ra 5.720.000. Ngân hàng ACB mua vào 5.645.000, bán ra 5.705.000. Một số giá vàng còn lại tại các ngân hàng, quý vị và các bạn vui lòng tham khảo thêm ở bảng giá. Tiếp theo là vàng SJC ở một số tỉnh thành phố. Đầu tiên là SJC Đà Nẵng mua vào 5.645.000, bán ra 5.717.000. SJC Nha Trang mua vào 5.645.000, bán ra 5.717.000. SJC Cà Mau mua vào 5.645.000, bán ra 5.717.000. SJC Bình Phước mua vào 5.643.000, bán ra 5.717.000. SJC Huế mua vào 5.642.000, bán ra 5.718.000. SJC Biên Hòa mua vào 5.645.000, bán ra 5.715.000. SJC Miền Tây mua vào 5.645.000, bán ra 5.715.000. SJC Quảng Ngãi mua vào 5.645.000, bán ra 5.715.000. SJC Long Xuyên mua vào 5.647.000, bán ra 5.720.000. Tiếp theo là giá vàng bù số 9 và vàng nữ trang SJC. Nhẫn bù số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5.070.000, bán ra 5.150.000. Vàng bù số 9 mua vào 5.020.000, bán ra 5.120.000. Vàng 24K mua vào 4.939.3000, bán ra 5.069.3000. Vàng 18K mua vào là 3.655.4000, bán ra 3.855.4000. Vàng 14K mua vào là 2.800.3000, bán ra 3.000.3000. Vàng 10K mua vào 1.950.3000, bán ra 2.150.3000. Quý vị và các bạn thân mến, những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng cuối ngày giao dịch hôm nay. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh cũng như tích vào quả chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những bản tin mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.